Mẹ con Hanna hôm nay 4 con. Hôm nay thì đây là cho mẹ Hanna này. Ok. Rồi ra chơi với con đi, gọi con ra đây. Hôm nay thì cho con có thể đoán được rồi đấy. Chờ tiêm mũi vaccine thứ hai là đoán được. Đây là thằng có cái chấm, một tí chấm ở ngực, đây là thằng đực. Một trong hai thằng đực. Hôm nay thì hai thằng đực nhìn nó to hơn một tí so với hai cái rồi. Đây này, hai đực đang ở gần mẹ đấy. Đấy, đực đây, một đực đây. Đây, một đực đây. Con mẹ nó liếm. Đây là hai cái. À, một đực đấy, hai cái đang dứt cỏ, đực đây. Thôi Hanna ra chơi với con đi. Thằng này là mẹ liếm gớt đầu. Đang dứt rau ăn. Ăn rau dền. Để bụng để tí ăn cơm. Thôi cho ra sân nhá. Không dứt quả tí lại nôn đấy. Úi giời, dứt trụi quả luôn. Quả non. Đây, cho về sân chơi cho nó đỡ gặm cỏ linh tinh. Một người tiện, nó rộng mà một người ngắm. Cái nền sáng quá, nhìn cho con nhìn nó hơi tối. Được đây. Một được đây. Hai được cạnh nhau. Vẫn ra vẫn thích ăn cỏ. Có vẻ hơi sốt ruột hay sao ấy. Ở đàn này màu mảng thì nét. Đó, cho con này rất là nét. Như đàn này là bây giờ chắc là nó rơi vào khoảng tầm 6 cân. Tầm đấy. Đây. Đến giờ ăn cho nên là nó đang thì tìm ăn lung tung cả. Đàn này thì chất lông thì tốt. Được. Đây là thằng đực có cái vẹt trắng ở ngực đây này. Đấy. Thằng đằng sau cũng là thằng đực đấy. Quay thấp như này là nhìn rõ nó là thằng đực đấy. Đây là cái này. Rớt hết rồi. Cái. À, được. Chồng vô được thằng cái. Răng tốt. Đây là thằng đực ngực không có vẹt trắng. Đó.
ok. Đẹp trai đấy. Rồi. Con này là có vẹt trắng. Tí thôi. Phớt mẹ. Mẹ liếm ướt ướt đầu. Răng tốt. Nó vui vẻ với đuôi này. Ok. Màu màng tốt. Rồi, ra chơi đi. Chạy đâu? Nào đi vào đây, không chạy ra đấy đâu. Ra đây ăn bánh trinh. Cái. Hai con cái này thì nó đều to cả. Răng trung bình thôi. Một cái. Hay ăn hay uống nhỉ. Cái thứ hai. Cái này thì con này to hơn con kia một tí. Đây, nghịch xuất cả mũi ra đây này. Răng trung bình. Ngắm mặt. Đây, ra tí nghịch bắn hết rồi. Rồi. Đàn này thì mặt đẹp, rất đẹp. Lượn đây, chảy răng sang đâu. Ok. Được không? Đợt này nó mưa suốt thành ra là quay video muộn. Chứ kể ra là phải quay được cách đây 2 tuần nó cũng có thể quay được rồi. Không thì cách đây 10 ngày quay thì đẹp nhất. Đây. Hôm nay thì ngắm trọn thì nét luôn rồi. Được đấy. Được đấy. Được hai được đàn này nhìn mặt rất đẹp. Đấy, được đấy, đang hóng lên trên là được đấy. Nghịch cái sợi cau gì á hả? Cái gì đấy, nhai gì đấy, nhai nuốt gì đấy? Ê. Đấy đấy, rồi khẹt ra. Đấy, quay cái đàn 4 con này một video riêng để cho ngắm cho nó dễ. Cái đàn 6 con sẽ quay một video riêng. Ok, mọi người mà quan tâm cho con thì liên hệ qua điện thoại Zalo 0981115000. Chuẩn bị đến giờ ăn ra đuối là nó gặm lung tung cả đây, là đang ăn cái bẹ hoa cau rơi xuống đây. Được ăn này có khi lại tẩy run luôn. Mẹ ăn này, cho nó vào để chuẩn bị cho nó ăn đó. Mọi người chọn chó thì chọn ở trên video quay hôm nay là rõ nét, kể cả con chó vận động đi lại. Về cái vận động của con chó thì bảo hành về cái vận động chân cẳng nó không có bị lỗi cái gì cả.
Đây,